bạn đang nghe từ Phonos. Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo Cuốn sách kinh điển về sáng tạo dành cho thế kỷ 21 Mở các ổ khóa trí tuệ để vươn tới đỉnh cao sáng tạo Tác giả Roger Von Oich Người dịch Quỳnh Chi Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Lời giới thiệu Mỗi ngày là một mặt trời mới. Heraclitus, triết gia Hy Lạp cổ đại. Chào mừng các bạn đến với cuốn sách Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo. Đây là một khám phá thú vị về 10 ổ khóa trí tuệ ngăn cản chúng ta sáng tạo, đồng thời là sự chỉ dẫn thiết thực để mở những ổ khóa đó. Tôi rất hào hứng với lần tái bản thứ 25 này vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó công nhận sự tồn tại của Cú Đánh trong một phần tư thế kỷ qua. Và trong thời gian đó, nó đã thành công trong việc thu hút một lượng độc giả lớn và đa dạng. Thứ hai, tôi có cơ hội bổ sung một số câu chuyện và hiểu biết mới vào cuốn sách. Tôi tin rằng, Cú Đánh tiếp tục trở thành một tác phẩm thú vị, có tác dụng nâng cao kiến thức và giúp bạn có được những chiến lược tư duy sáng tạo hữu hiệu. Tôi cũng hy vọng lần xuất bản này sẽ tìm ra một thế hệ những nhà tư duy và cải cách mới giàu sức sáng tạo với nhiều hình thức rèn luyện trí óc khác nhau. Câu nói trên của Heraclitus vẫn rất đúng trong thời đại ngày nay. Nó mô tả một thế giới không ngừng thay đổi, nơi những sự vật mới xuất hiện sẽ thay thế cho những sự vật cũ. Và hầu hết mọi người đều biết rằng, tư duy sáng tạo là kỹ năng sống còn trong thế giới biến đổi ấy dù bạn là một chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội làm giàu hay cách thức cạnh tranh, là một nghệ sĩ hay bậc thầy marketing đang cố gắng đưa ra một ý tưởng mới, một sinh viên đang tìm các cách dạy khác cho một bài thi, một giáo viên đang khám phá những phương pháp giảng dạy mới để tăng hứng thú cho học sinh, hay một kỹ sư đang nghiên cứu những phương thức tiếp cận tư duy mềm dẻo, bạn đều có thể tìm thấy ở đây những ý tưởng sáng tạo giá trị. Trong cuốn sách này, tôi sẽ trình bày rất nhiều kinh nghiệm bản thân với tư cách là một nhà tư vấn sáng tạo. Trong ba thập kỷ qua, tôi đã được làm việc với rất nhiều người có khả năng sáng tạo trong một số ngành công nghiệp và rèn luyện trí óc. Cuốn sách này cũng trình bày một số câu chuyện, giai thoại, kiến thức và ý tưởng của những nhóm làm việc đó. Kèm theo đó là những suy nghĩ của bản thân tôi về những điều bạn có thể làm để trở nên sáng tạo hơn vậy bạn nên đọc hoặc nghe cuốn sách này như thế nào bạn có thể đọc hoặc nghe từ đầu đến cuối nhưng dù đọc hay nghe bất kỳ trang nào bạn vẫn tìm được những điều giúp khơi dậy tư duy tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã tạo nên sự khác biệt cho cuốn sách này đồng thời tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến george willis vì những hình vẽ minh họa của ông cho cuốn sách này chúng đã thật sự tạo nên sự khác biệt và hơn tất cả Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là vợ tôi, Wendy, vì những ý tưởng và sự động viên quý báu mà cô ấy đã dành cho tôi. Roger von H. Atherton, California, ngày 16 tháng 2 năm 2008. Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo Nhu cầu thiết yếu của trí tuệ Bài tập Trong những buổi thuyết trình của mình, tôi luôn muốn những người tham gia khởi động bằng bài tập sau đây. Hãy dành một chút thời gian để thực hiện nó. Một Gần đây nhất, bạn có một ý tưởng sáng tạo vào khi nào? Sáng nay, hôm qua, tuần trước, tháng trước hay năm ngoái? 2. Ý tưởng đó là gì? 3. Động lực nào khiến bạn trở nên sáng tạo? Những câu trả lời tôi thường nhận được là: Tôi tìm ra cách mới để diệt virus trong máy tính. Tôi tìm được một cách bán hàng mới. Tôi động viên được con gái làm bài tập về nhà. Hoặc Tôi sơn lại màu khác phòng khách. Cách đây không lâu, tôi gặp một người đàn ông. Ông ấy nói với tôi rằng lần cuối cùng ông có được một ý tưởng sáng tạo là cách đó một năm tôi nghĩ chắc hẳn trong năm vừa qua những công việc khác đã lấn át hết ý tưởng sáng tạo của ông sau đó tôi hỏi ông ý tưởng đó là gì ông trả lời tôi tìm ra con đường ngắn hơn để đến cơ quan tôi cho rằng ông ta không thực sự có nhiệt huyết có lẽ ông ta nghĩ mọi việc đều ổn và không có lý do gì để từ bỏ những điều đã có nhưng người đàn ông đó khiến tôi suy nghĩ tại sao chúng ta lại phải sáng tạo thách thức những quy luật hay mạo hiểm thất bại để rồi bị coi là ngu ngốc sau đó tôi tìm ra đến hai lý do thứ nhất là sự thay đổi khi sự vật thay đổi và thông tin mới xuất hiện những giải pháp của ngày hôm qua không thể giải quyết được những vấn đề của ngày hôm nay nếu cứ lặp lại như vậy con người sẽ dần nhận ra điều có tác dụng trong hai năm trước sẽ không còn hiệu quả ở hiện tại điều này khiến con người phải lựa chọn họ có thể than vãn trước sự thật mọi việc không còn dễ dàng như nó vốn có hay khả năng sáng tạo có thể giúp tìm ra những câu trả lời giải pháp và ý tưởng mới lý do thứ hai là vì sáng tạo luôn mang lại niềm vui quả thật tôi thường nghĩ về tư duy sáng tạo như là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống trí tuệ. Ý tưởng cũng như sinh vật có vòng đời của nó. Chúng được sinh ra, phát triển, trưởng thành và chết đi. Do đó, chúng ta cần tạo ra những ý tưởng mới. Tư duy sáng tạo có ý nghĩa như vậy và mang lại khoái cảm. Tư duy sáng tạo là gì? Bài tập hãy hình dung bạn là một chuyên gia marketing bạn nhận được điện thoại từ giám đốc một công ty lớn nói rằng nhà kho của công ty đã chật ních và ông ta đang có rất nhiều vòng bi tồn kho cần giải quyết nhiệm vụ của bạn là phải nghĩ ra giải pháp để xử lý số vòng bi đó hãy dành một phút để liệt kê các ý tưởng của mình một lần tôi hỏi huyền thoại quảng cáo kho ali về động cơ thúc đẩy con người sáng tạo ali trả lời Người sáng tạo luôn muốn trở thành người biết tất cả. Anh ta muốn biết về tất cả các lĩnh vực, lịch sử cổ đại, toán học thế kỷ thứ 19, kỹ nghệ sản xuất đang thịnh hành, nghệ thuật cắm hoa và những hợp đồng mang lại lợi nhuận. Người đó không biết khi nào những ý tưởng này có thể kết hợp với nhau để tạo ra một ý tưởng mới. Nó có thể xảy ra chỉ sau 6 phút hoặc phải sau 6 năm. Nhưng người sáng tạo luôn tin rằng điều đó sẽ xảy ra tôi đồng ý với ý kiến này kiến thức là nền tảng cho những ý tưởng mới tuy nhiên nếu chỉ có kiến thức thì con người không thể trở nên sáng tạo hầu như chúng ta đều đã gặp những người có kiến thức thực tế sâu sắc nhưng vẫn không thể đưa ra một ý tưởng sáng tạo nào những kiến thức đó luôn chỉ ở trong đầu họ bởi họ không bao giờ nghĩ về chúng theo một hướng mới như vậy chìa khóa đích thực để trở nên sáng tạo nằm ở những gì chúng ta làm với kiến thức của mình Tư duy sáng tạo có thể giúp chúng ta tìm kiếm những ý tưởng mới, sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Với quan điểm này, chúng ta sẽ thử nhiều phương thức tiếp cận khác nhau và rồi không đi tới đâu cả. Chúng ta sử dụng những ý tưởng điên rồ, ngu ngốc và phi thực tế để hình thành những ý tưởng mới và thực tế. Đôi khi, chúng ta phá vỡ những luật lệ và khám phá các ý tưởng tại những địa điểm mới bên ngoài lĩnh vực của mình. Và cuối cùng, Quan điểm sáng tạo đó cho phép chúng ta đưa ra những ý tưởng mới. Quay trở lại với quan điểm sáng tạo. Với bài tập về những vòng bi, bạn đã tạo ra những ý tưởng gì? Sau đây là một số cách xử lý. Thứ nhất, dùng chúng để kiểm tra mặt phẳng. Thứ hai, đính vào một áo khoác bằng vải bạc và dùng làm áo tà cho các vận động viên khi tập luyện. Thứ ba, làm đồ nội thất, ví dụ loại ghế túi có nhồi hạt xốp để sử dụng ở nơi công cộng, vì chúng rất nặng nên sẽ không bị đánh cắp. Thứ tư, làm đồ trang sức, khuyên tai, vòng tay, dây chuyền. Thứ năm, đính vào phía dưới những tấm rèm để làm cho tấm rèm được phẳng phiu. Điều cốt lõi của bài tập này là ý nghĩa của một ý tưởng, khái niệm hay sự việc. Trong trường hợp này là những vòng bi, phụ thuộc vào văn cảnh của nó nếu văn cảnh thay đổi ý nghĩa của nó sẽ khác đi ví dụ thay đổi khái niệm vòng bi từ văn cảnh vật làm giảm ma sát sang vật bóng sáng và xinh xắn sẽ mang lại cho chúng ta những ý tưởng trong lĩnh vực trang sức và nghệ thuật nhấn mạnh vào đặc tính khối lượng của chúng khiến chúng ta nghĩ đến những ý tưởng liên quan đến sức nặng như quả nặng treo rèm như vậy thay đổi văn cảnh là phương pháp khám phá các khả năng của bạn sau đây là một số ví dụ về những người sử dụng phương pháp tư duy này để tạo ra những ý tưởng mới. Đầu tiên là Johannes Gutenberg, nhà sáng chế người Đức thế kỷ thứ 15. Gutenberg đã kết hợp hai ý tưởng vốn không hề liên quan đến nhau: ép rượu vang và dập tiền xu. Mục đích của việc dập tiền xu là để tạo ra hình ảnh trên một diện tích nhỏ như một đồng tiền vàng. Hoạt động ép rượu vang là tác động lực lên một diện tích lớn để ép nước nho từ quả nho. Một ngày, sau khi Gutenberg đã uống một hoặc hai ly rượu vang, ông tự hỏi: Nếu ta xếp một loạt đồng tiền xu dập nổi rồi tác động lên đó một lực như lực ép rượu vang để chúng in hình lên giấy thì sẽ ra sao? Kết quả của sự kết hợp này là phát minh in sắp chữ ra đời. Gray Hopper nữ sĩ quan chỉ huy hải quân có nhiệm vụ giải thích ý nghĩa của nano dây cho một số người sử dụng máy tính không am hiểu kỹ thuật. Một nano dây bằng một phần tỷ dây và nó là khoảng thời gian cơ bản của đồng hồ điện tử trong một siêu máy tính. Bà kể, vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, một thủ thư trẻ người Hy Lạp được giao nhiệm vụ tìm ra cách sắp xếp và tìm kiếm các bản thảo trong thư viện. Anh ta tự hỏi, mình nên sắp xếp chúng như thế nào? Theo chủ đề, theo tác giả hay theo màu sắc sau đó anh nghĩ tới bảng chữ cái lúc đó ý nghĩ của anh về bảng chữ cái chỉ đơn giản là những ký hiệu ngữ âm alpha beta gamma delta epsilon có thể tạo thành từ ngữ khi kết hợp với nhau người thủ thư quyết định bỏ qua những tính chất thuộc về ngôn ngữ học của bảng chữ cái và nhấn mạnh vào mối quan hệ thứ tự của chúng anh xếp tất cả những tài liệu bắt đầu bằng chữ gamma tiếp sau những tài liệu bắt đầu bằng chữ beta, nhưng đặt trước những tài liệu bắt đầu bằng delta. Cứ như vậy, anh đã tạo ra sự sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Đây chính là phương pháp đầu tiên của việc sắp xếp, lưu trữ và tìm kiếm thông tin. Từ đó, bà nghĩ rằng mình có thể giúp họ hiểu sơ lược về nano dây bằng cách nào. Tại sao không nhìn nhận đó là một vấn đề không gian thay vì một vấn đề thời gian? mình sẽ dùng khoảng cách ánh sáng di chuyển trong một phần nghìn giây. Rồi bà rút ra một đoạn dây dài 30cm và nói với họ, đây là một nano dây. Năm 1792, những nhạc công thuộc dàn nhạc giao hưởng trong cung điện của Frank Joseph Haydn đã hết sức tức giận khi ngài công tước đã hứa cho họ một kỳ nghỉ nhưng liên tiếp trì hoãn. Họ yêu cầu Haydn nói chuyện với ngài công tước về kỳ nghỉ đó. Haydn suy nghĩ một lúc rồi quyết định dùng âm nhạc để làm việc này và ông đã viết ra bản giao hưởng tạm biệt buổi biểu diễn bắt đầu với đầy đủ dàn nhạc nhưng thời gian trôi đi bản giao hưởng sử dụng càng lúc càng ít nhạc cụ sau khi hoàn thành phần chơi của mình mỗi nhạc công lại thổi tắt cây nến của họ và rời khỏi sân khấu từng người lần lượt làm như vậy cho đến khi không còn ai trên sân khấu ngài công tước hiểu được thông điệp và cho họ đi nghỉ dài ngày nói thêm. Frank Joseph Haydn, sinh năm 1732, mất năm 1809, là một trong những nhà soạn nhạc xuất chúng của nền âm nhạc cổ điển, còn được gọi là người cha của giao hưởng. Quay lại nội dung chính. Một ngày, danh họa Pablo Picasso ra khỏi nhà và nhìn thấy một chiếc xe đạp cũ. Ông nhìn chiếc xe một lúc rồi tháo rời yên và ghi đông. Sau đó, ông hàng chúng với nhau để tạo ra một cái đầu bò. Và cuối cùng là câu chuyện của con gái tôi, Athena. Vào dịp sinh nhật thứ ba của con, tôi đã tặng nó một chiếc hộp nhỏ, trong đó có 16 khối lập phương sạc sở. Con bé cầm món quà, lắc lắc, và nói rằng đó là một cái lúc lắc. Sau đó, nó mở chiếc hộp ra và thấy những khối lập phương. Cuối cùng, nó xếp các hộp cạnh nhau để tạo thành một chiếc bánh sinh nhật mỗi ví dụ trên đây đều minh họa cho sức mạnh của trí sáng tạo trong việc chuyển đổi từ sự vật này sang sự vật khác bằng cách thay đổi bối cảnh và sử dụng kiến thức của mình chúng ta có thể khiến những điều bình thường trở thành phi thường với phương pháp này việc ép nho đã tạo ra thông tin trên giấy đoàn dây trở thành hình ảnh của nano dây lời phàn nàn của người lao động trở thành bản giao hưởng và yên xe đạp trở thành cải đầu bò Nhà vật lý học từng đoạt giải Nobel, Albert Einstein, có câu nói rất hay về điều này: Khám phá bao gồm việc nhìn những điều mọi người đều nhìn thấy và nghĩ ra một điều gì đó khác biệt. Như vậy, để trở nên sáng tạo hơn, tất cả những gì chúng ta cần làm là nhìn những điều mọi người đều nhìn thấy và nghĩ ra một điều gì đó khác biệt. Con người đã và đang sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra một điều gì đó khác biệt ngay từ buổi sơ khai. Người đầu tiên nhìn con hầu và nghĩ ra thức ăn. Người đầu tiên nhìn cánh buồm và nghĩ đến cối xe gió. Người đầu tiên nhìn ruột cừu và nghĩ đến dây đàn guitar. Hoặc người đầu tiên nhìn cái bơm nước hoa và nghĩ ra bộ chế hòa khí. Người đầu tiên nhìn vào nước tiểu của đứa bé và nghĩ tới chất dự ẩm cho da. Người đầu tiên nhìn nấm mốc và nghĩ tới chất kháng sinh người đầu tiên nhìn những câu hỏi tìm kiếm trên Internet và nghĩ đến phương tiện quảng cáo. Bạn có sức mạnh sáng tạo này không? Thực ra, nếu bạn từng sử dụng bút để làm vũ khí, củ khoai tây làm anten radio, áo phông làm garo cầm máu, lá khô làm giấy vệ sinh, hoặc một cuốn sổ điện thoại để lót chỗ ngồi, thì câu trả lời là có. Sau đây là bốn bài tập giúp bạn có thể nghĩ ra một điều gì đó khác biệt bạn có thể xem đáp án của các bài tập trong quyển sách này ở một đính kèm trên ứng dụng. Bài tập 1 một. một vị vua già lập dị muốn truyền ngai vàng cho một trong hai hoàng tử. Ông quyết định tổ chức một cuộc đua ngựa và hoàng tử nào có con ngựa chạy chậm hơn sẽ được kế vị. Cả hai hoàng tử đều lo sợ rằng người kia sẽ ăn gian bằng cách kìm cho ngựa của mình chạy chậm hơn khả năng của nó, nên đã đến xin lời khuyên của một anh hề trong cung. Chỉ với hai từ anh hề đã nói cho họ biết cách đảm bảo cuộc đua diễn ra công bằng. Hai từ đó là gì? Bài tập 2. Bạn có nghĩ ra cách nào để hai người đứng đối diện nhau trên một tờ báo nhỏ đặt trên sàn nhà nhưng không thể chạm vào nhau? Không được cắt hoặc xé tờ báo. Cũng không được buộc hai người vào nhau hoặc ngăn họ không di chuyển. Bài tập 3. Mời bạn xem hình số 1 được đính kèm trên ứng dụng và cho biết đây là hình gì? Bài tập 4. Với số 7 La Mã, bằng cách thêm một nét, hãy biến nó thành số 8. Điều này tương đối dễ dàng, bạn chỉ cần thêm một nét dọc vào bên phải số 7 La Mã là có thể tạo ra số 8. Bạn có muốn điều gì đó mới lạ hơn không? Vậy với số 9 La Mã, bằng cách thêm một nét, hãy biến nó thành số 6. Một số người sẽ vẽ một đường nằm ngang ở chính giữa, xoay ngược hình trên và che đi phần dưới. Nó sẽ có hình số 6 La Mã. Nhưng nếu nghĩ ra một điều gì đó khác biệt, bạn sẽ viết một chữ S ở phía trước số 9 La Mã để tạo thành six, số 6 trong tiếng Anh. Nếu làm như vậy, bạn đã đưa số 9 La Mã ra khỏi ngữ cảnh là một số La Mã và đặt nó vào ngữ cảnh là một chữ số Ả Rập đọc bằng tiếng Anh. Điều khiến nhiều người không thể làm được việc là vì họ đã khóa mình vào bối cảnh của những số La Mã. Hãy xem một ví dụ khác. Bạn có thể nghĩ ra cách nào khác thêm một nét vào số 9 La Mã để biến nó thành số 6 hay không? Một giải pháp khác là thêm số 6 vào sau số 9 La Mã. Bạn sẽ có 1x6, tức 1 x 6. Ở đây, x không còn có nghĩa là 10 hay chữ cái x trong tiếng Anh nữa, mà là ký hiệu phép nhân. Mọi người đều có rất nhiều kiến thức bằng cách thay đổi bối cảnh mà chúng ta nghĩ về những kiến thức đó chúng ta sẽ khám phá ra những ý tưởng mới những ổ khóa trí tuệ tại sao chúng ta không nghĩ ra một điều gì đó khác biệt thường xuyên hơn lý do là vì thứ nhất chúng ta không cần phải sáng tạo trong mọi việc ví dụ khi lái xe đi cầu thang máy hay xếp hàng đợi trong cửa hàng tạp hóa chúng ta không cần phải sáng tạo chúng ta luôn có những thói quen nhất định trong cuộc sống mọi việc từ công việc giấy tờ đến thắt dây dày hay tranh cãi với người bán hàng qua điện thoại trong hoạt động của con người những thói quen trên là những điều không thể thiếu không có chúng cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hỗn loạn và con người không thể đạt được nhiều thành tựu như hiện nay nếu buổi sáng thức dậy bạn ngắm nghĩa chiếc bàn chải đánh răng hoặc tự hỏi về ý nghĩa của bánh mì nướng, chắc chắn bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và không thể làm những việc khác. Do đó, sống với lối suy nghĩ thường nhật cho phép chúng ta làm được rất nhiều việc mà không phải băn khoăn về chúng. Thứ hai, chúng ta không được dạy để làm như vậy. Hệ thống giáo dục của chúng ta là trò chơi công phu, đoán xem giáo viên đang nghĩ gì. Nhiều người được dạy rằng những ý tưởng xuất sắc nhất nằm trong đầu người khác tuy nhiên đôi khi chúng ta cần phải sáng tạo và tạo ra những con đường mới để đạt được mục tiêu của mình khi điều này xảy ra hệ thống lòng tin của chính chúng ta có thể ngăn chúng ta làm như vậy và đây chính là lý do thứ ba hầu hết chúng ta đều có những thái độ khóa chặt tư duy của chúng ta và khiến chúng ta tư duy đơn điệu hơn những thái độ đó cần thiết cho hầu hết những việc chúng ta làm nhưng lại trở thành vật cản khi chúng ta cố gắng sáng tạo. Tôi gọi những thái độ này là những ổ khóa trí tuệ và sau đây là 10 ổ khóa trí tuệ ảnh hưởng lớn đến tư duy của chúng ta. Nếu bạn là người thực tế, tuân theo các luật lệ, sợ mắc lỗi hay chịu ảnh hưởng của bất kỳ ổ khóa trí tuệ nào thì khiến bạn luôn có khả năng tư duy sáng tạo là một điều hết sức khó khăn. Thứ nhất, một câu trả lời chính xác Thứ hai, điều đó là không logic. Thứ ba, tuân thủ các luật lệ. Thứ tư, hãy thực tế. Thứ năm, vui chơi là phù phiếm. Thứ sáu, điều đó không thuộc lĩnh vực của tôi. Thứ bảy, đừng ngu ngốc. Thứ tám, tránh sự mơ hồ. Thứ chín, mắc lỗi là sai. Thứ mười, tôi không sáng tạo. mở những ổ khóa trí tuệ vậy chúng ta mở những ổ khóa trí tuệ đó như thế nào hãy xem xét câu chuyện sau đây để tìm ra câu trả lời một thầy giáo sáng tạo đã mời một học sinh đến nhà uống trà vào buổi chiều sau một lúc nói chuyện họ bắt đầu thưởng thức trà người thầy rót từng ít trà vào một tách của học sinh sau khi tách đã đầy ông vẫn tiếp tục rót tra đầy trang tách và chạy xuống sàn nhà. Cuối cùng, cậu học sinh nói, Thưa thầy, thầy phải ngừng rót trà chứ. Trà đã đầy trang và sẽ không vào trong tách nữa. Thầy giáo trả lời, Em thật tinh ý. Điều tương tự cũng đúng với em. Nếu em muốn thu nhận bất kỳ lời dạy nào của thầy, em phải trút hết những gì đang có trong chiếc tách trí tuệ của mình. Bài học Chúng ta cần quên đi những gì đã biết trong các ví dụ trước chúng ta có thể thấy gutenberg đã quên đi rằng việc ép rượu chỉ dành để ép những trái nho một câu trả lời chính xác hopper đã không nhận ra rằng sợi dây buộc hàng mỗi ngày nằm ngoài lĩnh vực máy tính hayden không hiểu việc so sánh âm nhạc ngang bằng với những lời than phiền của người lao động là một ý tưởng ngu ngốc và picasso đã phá vỡ luật lệ yên xe là để ngồi nếu không có khả năng tạm thời quên đi những gì đã biết chúng ta sẽ nằm trong mớ hỗn độn những câu trả lời đã có sẵn và không bao giờ có thể bắt đầu một lối đi mới vì chúng ta đều được học về thái độ tạo ra những ổ khóa trí tuệ nên chiếc chìa khóa để mở chúng chính là tạm thời quên chúng đi trúc càng tách ra trí tuệ của mình thoạt nghe điều này có vẻ là một thủ thuật đơn giản nhưng trên thực tế áp dụng nó vào cuộc sống lại không hề dễ dàng thông thường những ổ khóa trí tuệ gắn chặt với lối tư duy và hành vi của chúng ta đến mức chúng ta không thể nhận ra rằng mình đang bị chúng dẫn dắt chúng trở thành những thói quen và sự nguy hiểm của thói quen là con người có thể trở thành tù nhân của sự quen thuộc chúng ta càng thường xuyên thực hiện một công việc theo một cách nào đó dù là nấu ăn hay quản lý dự án thì càng khó để thực hiện nó theo một cách khác con người thường bị mắc kẹt vào một lối tư duy nào đó do đó đôi khi chúng ta cần có sự giúp đỡ để mở những ổ khóa trí tuệ hãy quay trở lại với người thầy sáng tạo trong một buổi khác thầy giáo và học trò cùng thảo luận về một vấn đề mặc dù cuộc nói chuyện đã kéo dài nhưng cậu học trò dường như vẫn chưa hiểu những gì thầy muốn nói cuối cùng thầy giáo cầm một cây thước và đánh mạnh vào đầu cậu ta đột nhiên cậu học trò bắt đầu nắm bắt được vấn đề và nghĩ ra một điều gì đó khác biệt bài học đôi khi chỉ một cú đánh mạnh vào đầu mới có thể đánh bật những nhận định có sẵn trong đầu chúng ta để có cú đánh giống như cầu học trò đó đôi khi chúng ta phải cần đến cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo để đưa bản thân ra khỏi những khuôn mẫu thúc đẩy bản thân suy nghĩ về các vấn đề theo chiều hướng mới và khuyến khích bản thân đặt ra những câu hỏi có thể mang lại những câu trả lời chính xác khác những cú đánh có nhiều hình dạng kích thước và màu sắc khác nhau tuy nhiên chúng đều có một điểm chung đó là buộc con người ít nhất là trong khoảnh khắc đó nghĩ ra một điều gì đó khác biệt trong một số trường hợp chúng ta sẽ được đánh thức bởi một vấn đề một thất bại một câu chuyện cười một nghịch lý một điều ngạc nhiên hoặc đôi khi là một tình huống không mong đợi sau đây là một số ví dụ tình huống thứ nhất đó có thể là việc bạn bị sa thải hoặc thất bại khi cố gắng nâng cao năng suất làm việc tình huống thứ hai là khi một giáo viên nói với bạn rằng bạn có tài năng đặc biệt trong một lĩnh vực mà bạn chưa bao giờ dành nhiều thời gian để suy nghĩ và cô ấy quyết định giao cho bạn một đề tài hàng cuối là thứ sáu tuần này, để giúp bạn phát triển nó. Tình huống thứ ba là khi nhà cung cấp một chi tiết vô cùng quan trọng trong sản phẩm bán chạy nhất của bạn đột nhiên đình công, khiến bạn phải vất vả tìm kiếm một nguồn cung ứng mới. Và cuối cùng, bạn phát hiện ra rằng chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp mới vượt xa nhà cung cấp cũ. Tình huống thứ tư là khi bạn nhận ra mối quan hệ giữa hai sự vật hoặc sự việc mà bạn từng nghĩ rằng chúng không hề liên quan đến nhau ví dụ vòng xoáy của thiên hà và vận động viên trượt băng khi xoay tròn trên mặt băng tình huống thứ năm là khi bạn bị gãy chân và nhận ra mình đã tưởng thói quen đi lại của mình là hiển nhiên tình huống thứ sáu là khi bạn quan sát kim dây của một chiếc đồng hồ đeo tay trong gương tình huống thứ bảy nó có thể là một câu chuyện cười ví dụ như câu chuyện sau. Hỏi, đâu là điểm khác biệt giữa một con mèo và một dấu phẩy? Trả lời, con mèo có cái móng ở cuối bàn chân, còn dấu phẩy là sự kết thúc của một mệnh đề. Tình huống thứ 8, một nghịch lý như cách đặt vấn đề của họa sĩ Paul Gauguin. Tôi nhắm mắt để nhìn. Tình huống thứ 9, nó có thể là một câu hỏi mà bạn chưa từng nghĩ đến. Ví dụ như, điện thoại ấn nút có phải là dấu chấm hết cho từ quay số không nếu một người trong đội bơi nghệ thuật bị chết đuối liệu những người khác có bị chết đuối không nếu lạc đà được gọi là tàu thủy trên sa mạc thì tại sao loại tàu thủy chở hàng lại không được gọi là lạc đà trên biển thét lên phim có phạm pháp khi đang ở trong một trạm cứu hỏa đông người không nếu bạn đặt một bông hoa lan vào tủ lạnh và một ngày sau nó bắt đầu có mùi như mùi xúc xích salami thì liệu xúc xích salami có mùi như hoa lan không đâu là chiều kim đồng hồ của một chiếc đồng hồ điện tử đeo tay nếu chúng ta nói quả cam là cam thì tại sao chúng ta không nói quả chuối là vàng hay quả táo là đỏ như vậy những ý tưởng hay tình huống trên có thể đưa chúng ta ra khỏi lối mòn suy nghĩ và nghĩ ra một điều gì đó khác biệt chúng chính là những cú đánh đối với tư duy của con người đôi khi một cú đánh vào đầu có thể là điều tuyệt vời nhất xảy đến với chúng ta nó giúp chúng ta phát hiện ra một vấn đề tiềm ẩn khám phá ra một cơ hội tiềm ẩn hoặc tạo ra một số ý tưởng mới triết gia hy lạp cổ đại heraclitus đã nói những điều đối lập sinh ra lợi ích hãy nghĩ về điều này trong lịch sử, phần lớn những nhà phát minh và khám phá là những người có công việc thường ngày bị gián đoạn và họ buộc phải đưa ra những giải pháp thay thế. Điển hình là việc tìm kiếm hạt tiêu. Sự banh trướng của cư dân châu Âu trên khắp thế giới từ sau năm 1500 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc cung cấp hạt tiêu. Từ thời Trung Cổ, hạt tiêu được coi là loại gia vị quan trọng bậc nhất mà châu Âu buôn bán với Viễn Đông. Ở châu Âu lúc đó, không có hình thức bảo quản thịt nào ngoài ướp muối, và do đó, chỉ có hạt tiêu mới có thể làm cho món thịt muối cực mặn có thể ăn được. Do vậy, muối và hạt tiêu là ranh giới giữa những người châu Âu vốn quen ăn thịt với cải đói. Sau sự sụp đổ của Constantinople, tức thủ phủ của đế chế La Mã, nay là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào năm 1453, đặc biệt là sau năm 1470, người thổ nhĩ kỳ bắt đầu ngăn cản những con đường giao thương trên đất liền phía đông biển địa trung hải điều này khiến cho nguồn cung cấp hạt tiêu bị sụt giảm và giá cả tăng lên chóng mặt cuối cùng những nhà thám hiểm châu âu đã ra khơi hướng về phía tây và nam để tìm ra lối đi mới tới phương đông nhà sử học henry hobson đã nói châu mỹ đã được phát hiện ra như một sản phẩm phụ của công cuộc tìm kiếm hạt tiêu một ví dụ khác về những lợi ích của cú đánh thức tỉnh là trường hợp của Thomas Edison, nhà phát minh người Mỹ. Khi còn trẻ, ông rất đam mê phát triển máy điện báo và ông đã phát minh ra máy điện báo đa tải có khả năng truyền nhiều tin một lúc, máy ghi băng điện báo, một dạng khác của máy điện báo và những cải tiến khác liên quan đến điện báo. Sau đó, vào đầu thập niên 1870, nhà tài chính Jay Gould đã mua toàn bộ hệ thống điện báo của western union thiết lập sự độc quyền trong lĩnh vực này edison nhận ra rằng khi google sở hữu hệ thống đó nhu cầu phải cải tiến sẽ giảm xuống điều này đã dán một đòn mạnh vào ông đưa ông ra khỏi những công việc hàng ngày liên quan đến điện báo và buộc ông phải tìm kiếm những con đường khác để sử dụng tài năng của mình trong vòng vài năm sau đó ông phát minh ra bóng đèn máy ghi âm máy chiếu phim và rất nhiều sản chế khác. Có thể ông đã khám phá ra chúng bằng cách này hoặc cách khác. Nhưng cú đánh của Jay Gu đã thực sự là một tác nhân thúc đẩy khiến ông tìm kiếm những cơ hội mới. Và đây là một cú đánh của tôi. Vài năm trước, bể bơi nơi đội bơi lớp học thạc sĩ của tôi thường đến tập luyện phải đóng cửa trong một tháng để bảo trì. Trong thời gian sửa chữa bể bơi, những thành viên trong đội phải tập luyện với những câu lạc bộ khác trong vùng một tháng sau, khi nhóm tụ họp, chúng tôi đã có vô vàng những ý tưởng mới cho việc tập luyện. Một người đã chơi cùng nhóm có thời gian nghỉ ngắn khi tập. Người khác trở về từ một nhóm luyện tập nhịp tim. Một người khác lại tìm ra một loại phao tập mới. Tất cả những ý tưởng này đã được khám phá bởi chúng tôi bị buộc phải phá vỡ những thói quen của mình. Và cuối cùng là cú đánh mà tôi không thể không chia sẻ. Vào lần sinh nhật thứ bảy của con trai tôi, cả gia đình ra ngoài ăn tối. Alex gọi món cá hồi. Khi món ăn được đưa ra, thằng bé nhìn vào đĩa của mình và thấy cạnh miếng cá hồi là một lát chanh. Thằng bé liền hỏi: "Cái này để làm gì vậy bố?" Tôi giải thích lát chanh được dùng để ăn kèm với cá. "Nhưng con nên nếm trước." Tôi nói. Một lát sau, tôi thấy Alex la lên: "Ừm, um, đây là quả chanh chua nhất mà con từng ăn." Tất nhiên Ý tôi là nó nên nếm cá trước để xem cần vắt thêm bao nhiêu nước chanh vào. Ai có thể nói rằng câu trả lời nào là đúng? Tôi chưa từng nhìn những loại gia vị giống như cách nhìn của Alex. Có lẽ chúng ta nên nếm nhiều chanh hơn để đánh thức trí tuệ của mình. Tóm tắt Chúng ta không cần phải sáng tạo trong tất cả mọi việc nhưng khi cần phải nghĩ ra một điều gì đó khác biệt, chúng ta lại thường mắc vào lỗi tư duy cũ. Và đó chính là những ổ khóa trí tuệ. Những ổ khóa trí tuệ có thể mở ra bằng một trong hai cách. Thứ nhất là có ý thức về chúng rồi tạm thời quên chúng đi khi cố gắng tạo ra những ý tưởng mới. Thứ hai, nếu điều đó không có tác dụng, hãy sử dụng cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo. Nó có thể giúp bạn mở những ổ khóa đó. Trong phần còn lại của cuốn sách, chúng ta sẽ kiểm tra từng ổ khóa trí tuệ và khám phá xem những loại ý tưởng nào có thể được tạo ra nếu chỉ tạm thời mở chúng. Chúng ta cũng sẽ lướt qua một số thủ thuật để đánh thức tư duy của mình. Đồng thời, chúng ta sẽ gặp một số chuyên gia đánh thức thú vị. Hòa sĩ, nhà thơ, nhà cách mạng, ảo thuật gia, nhà thám hiểm, những anh hề và những nhà cải cách tự tin. Hãy lăn tròn bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.